Dạ vâng, lại là em Việt đây. Hôm nay em Việt lại về một chiếc xe dòng SUV cỡ nhỏ, xe 5 chỗ với tầm tiền rất là hợp lý. Trước mắt em đây là chiếc EcoSport phiên bản Titanium, nghĩa là bản đủ nhất của EcoSport, sản xuất 2016, tên tư nhân, một chủ từ mới, chưa sang tên cho bất kỳ ai. Xe chạy hơn 7 vạn thôi. Đấy, em sẽ quay tổng thể chi tiết từ nội ngoại thất và máy của chiếc xe để cho quý anh chị có thể tham khảo. Như trước mắt anh chị có thể thấy được, về tổng thể với một chiếc xe đã qua sử dụng năm nay cũng đã 7-8 năm rồi, nhưng chủ xe cũng rất là giữ gìn. Đấy, với bộ đèn này cũng rất là mới, rất là trong. Xe thường thường họ không đi nhiều vào ban đêm nên là đèn nó không bị ố, không bị muỗi, cái thứ nó bắt vào nên là đèn không bị ố. Mặt ga lăng cũng rất là sắc nét. Trong quá trình sử dụng thì sẽ cũng không tránh được những cái phần mà xe nó bị xước sát, thì về cửa hàng thì em đã cho sờ ba lại một chút. Về cơ bản thì bây giờ quý khách nó mua thì nếu để cẩn thận thì về nên thay dầu rồi thay mấy cốc lọc để mình duy trì bảo dưỡng theo chế độ của mình. Đây là phần tổng thể phần ngoại thất của chiếc xe. Tiếp theo đây em sẽ quay cái phần nội thất của chiếc xe. Như quý anh chị đã biết thì xe chủ xe cũng tương đối là giữ gìn nên là ghế cũng rất là mới. Đấy, rồi tổng thể nội thất rất là mới. Trần nỉ đẹp. Theo chị máy số em sẽ quay rất là chi tiết. Với tầm tiền hơn 300 thì thời điểm này với chiếc xe Eco 5 chỗ phiên bản SUV này thì rất là hợp lý rồi. Xe thời điểm này nó quá rẻ, không thể rẻ hơn đây. Ghế đằng sau gần như cũng rất ít khi có người ngồi nên là cũng rất là mới. Chân nỉ rất là đẹp. Cam kết là xe nguyên bản, không đâm đụng, ngập nước, máy móc keo chỉ là zin. Rất là mới. Tiếp sau em sẽ quay cái phần máy của chiếc xe. Đây là phần capo. Cả đều nguyên bản, nguyên zin, không đâm đụng ngập nước gì cả, máy móc đảm bảo quý anh chị bao check test.
trước khi kết thúc video thì em Việt xin phổ biến lại một chút. Nay em Việt có về chiếc Ford EcoSport bản Titanium, nghĩa là bản đủ nhất của Ford EcoSport. Xe sản xuất 2016, tên tư nhân, một chủ sử dụng từ mới, chạy hơn 7 vạn. Xe nguyên bản, không đâm đụng như những cái gì em đã cam kết. Em xin hoàn trả lại tiền nếu quý khách đi kiểm tra mà thấy xe đâm đụng hoặc là máy móc đã tháo rỡ ra rồi. Chi phí đó em sẽ là người phải thanh toán. Quý khách quan tâm xin liên hệ với em qua số điện thoại 0969 461221. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.